Đối với cả nhà riêng, nhà liền kề thì chúng ta cũng lưu ý như sau. Lưu ý thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta lựa chọn không gian là không nên để những cái phòng chức năng, ví dụ như nhà vệ sinh, ví dụ như là phòng ngủ ở bên trên không gian của phòng thờ, đúng không ạ? Cái tối ưu nếu nhà rộng anh chị để phòng thờ tầng 1 thì tốt quá. Còn nếu như mà không, phương án tối ưu số 2 là chúng ta sẽ để cái bàn thờ ở cái tầng trên cùng để cho nó thoáng, cái việc hóa vàng mã hoặc là cái việc mà chúng ta thờ cúng nó cũng sẽ được trang nghiêm, đúng không ạ? Nó không gian riêng, đúng không ạ? Thứ đến thì bắt đầu có thể sắp xếp cái phòng thờ ở cái đoạn lửng ở giữa, tức là cái đoạn ở giữa nhà. Khi mà chúng ta lựa chọn cái phòng thờ ở dưới cái tầng 1 hay tầng trệt thì ở phần phía bên trên của phòng thờ thì dứt khoát nó không phải là phòng ngủ, đúng không ạ? Cho nên là ở bên trên đó nó chỉ có thể là hai hai cái vị trí, một là cái sân phơi hoặc là cái vị trí của cái sân vườn, đúng không ạ? Hai là có thể nó là một cái thư phòng hay là một cái phòng đọc sách hay là một cái phòng học của các con. Anh chị rất hay mắc phải một cái lỗi nữa, đó là anh chị hay đặt cái bàn thờ bị dưới cái rầm, bởi vì thông thường là do là bị dưới cái rầm ngang, bởi vì nhiều nhà anh chị làm, đặc biệt là nhà ống chẳng hạn, chúng ta làm hai nhịp chẳng hạn, ta rất hay bị để cái những bàn thờ nó nằm ở dưới rầm, thành ra là khi cái rầm nó đè lên trên bàn thờ nó tạo ra cái gánh nặng cho không gian thờ cúng thì cũng không nên. Cái trường hợp thứ nữa là rất nhiều chị hay để cái bàn thờ nó vào đúng cái trục của cái nhà vệ sinh, điều này cũng lại là cái điều mà lại không 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 nên chút nào. Thì đấy là những phần tôi chia sẻ với anh chị với các bạn về việc mà chúng ta lựa chọn cái không gian thờ cúng đối với cả nhà liền kề, biệt thự hay là nhà phố. Xin cảm ơn.